tiêu chảy. Thảo anh thấy lạnh bụng ấy. Là mà là em đi đi ngoài luôn. Là có lần mà đau quá, mình nhớ ra rồi quen em ta là có cái đầu dày này. Gạch lại gạch đau. Em gạch khắp mặt à? Nó bắt đầu là thế em rồi, nhưng mà em vẫn là vẫn thế, đi thêm một lần nữa em gặp hai lần, mặt nóng bừng lên là em không. Mặt nóng bừng. Mình hết đau bụng, hết đau bụng. Hết đau bụng. Hết đi ngoài. Dừng đi ngoài luôn. Cả cái một cái lần mà em bị kiểu gần tụt đường huyết. Tụt huyết áp gì? À, tụt đường huyết gì? À, đường trong máu. Chân tay cũng nhũn lại. Mình mệt. Lúc sau em nghĩ mãi mà lúc đấy tôi sẽ có sức thở để cho mặt nó không nghĩ được cái gì ạ. Là mình lấy quen, em cầm thở quen này, em gạch 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 khắp mặt, gạch có đau rồi xong mặt đầu cứ ngừng lên cái là em tỉnh luôn. Thế thấy cái gạch mặt này là tăng khỏe nhé, hay nhé. Bạn em làm cho bạn thân em các bác nghe bạn báo cáo này, tức là lúc mà các bác cảm thấy mệt mỏi, cái gì đấy nhỉ? Mệt mỏi này. Mệt mỏi khi mà mình bị tiêu chảy, có khi bị lạnh trong người. Ngạt trong người á? Lạnh trong người, à đúng rồi, mệt mỏi là lạnh trong người. Ừ. Tụt đường huyết. Mạnh cái khi lại phải cái mạnh. Một lần mà vẫn chưa thấy đỡ nhiều, hai lần lắm là ba lần. Em thì hai lần đầu rồi em nó phục hồi lên là tỉnh luôn đấy. Hay quá nhỉ. Ừ. Tụt huyết áp hoặc là tụt đường huyết thì gạch mặt. Tụt huyết áp. Điều trị đi chợ. Hay quá.